Cái gì ơi, trời ơi, what the hell, cái gì? Thôi á, đang chạy đường nhựa ngon lành luôn các bạn, tự nhiên đâu gặp cái cầu gỗ này vậy trời. Rồi bây giờ đi qua cầu gỗ luôn à? Oh my god, vận chuyển mấy chục tấn gạo mà đi qua cái cầu thì nhìn nguy hiểm quá vậy. Rồi đằng kia có cái vụ tai nạn gì nữa kìa mấy ông ơi. Trời ơi, hình như chiếc xe nó đang bị lệch bánh, nó rớt xuống kìa. Chiếc trực thăng lại cứu hộ luôn nè. Ôi trời, thấy ghê vậy. Có khi nào hồi hết xe đó tới tôi không? Rồi giờ đậu ở đó rồi tôi qua lọt không trời? Trời ơi, bữa nay hên là lái hổ vồ nó mạnh đấy chứ, mà lái cái xe mà yếu yếu qua coi chừng không được đấy. Rồi gặp tai nạn anh trai. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS2 nha các bạn. Và ngày hôm nay thì các bạn thấy mình đang ở dưới gầm cầu các bạn. Ồ, quái chưa? Đấy, bữa nay đang ở dưới gầm cầu nè. Đúng kiểu chuẩn mà xe tải Việt Nam mình đâu. Đó, thì hôm nay cái con xe mà mình trải nghiệm cho các bạn xem, nó là con xe đến từ thương hiệu Hovo, hay gọi là Hovo, hay còn đọc là CNHTC này, là cái gì tôi cũng chả biết nữa. Nhưng mà nó là con Hovo của xe của thương hiệu của Trung Quốc đấy các bạn. Đó, thì ngày hôm nay mình dùng cái con này để vận chuyển gạo cho các bạn. Đây, phía sau nè, gạo đặc sản hương thơm Thái Lan gì là cái gì vậy? Cái gì? Thơm Thái Lan gì đấy? Đọc chả được cái gì, nó che, không có đọc gì hết. Nói chung, à đây, thơm Thái Lan, à, tức là gạo đặc sản thơm Thái Lan, à, chả biết là gạo gì luôn, à, kể đi, tôi ăn gạo Việt Nam không mà các bạn. Ok, thì hôm nay thì các bạn thấy là mình đang ở dưới một cái gầm cầu nha. Đó, thường các bạn biết là ở Việt Nam mà nó những cái chiếc xe tải này nọ đồ nó hay đậu ở gầm cầu lắm, tại vì gầm cầu nó không có tiền, gọi là không có thu tiền bãi đậu xe rồi các thứ các bạn. Nó không có nắng, đa số là các tài xế đậu xe dưới gầm cầu là nhiều các bạn. Tại vì là xe tải ấy, đậu nghỉ trưa hoặc là đậu để lên xuống hàng này nọ rồi ấy. Thì tôi cũng vậy, tôi cũng đậu dưới gầm cầu luôn. Nên thì chúng ta có một cái chuyến hành trình nha các bạn, đi vận chuyển gạo, đi về trên một con đường quê này nè. Đây, con đường này nè các bạn. Đó, thì để mình coi coi. Bây giờ mình vận chuyển về tới đây nè các bạn. Chỗ này nó, mình nhớ không lầm mà nó có một cái quán ăn hay sao, cái nhớ mãi mãi là vậy. Chỗ nào chỗ đó này hay chỗ nào đó quên bà nữa nha. Mình sẽ chạy trên cái con đường này nè các bạn. Đây là một những cái con đường làng quê, và cũng như có những cái đoạn núi khá là xịn sò con bò luôn các bạn. Và mình sẽ dùng cái con xe hổ vồ này để mình trải nghiệm cho các bạn xem. Thì đối với cái bản mod chiếc xe tải Trung Quốc này và cái bản đồ map này mình đang trải nghiệm ngày hôm nay, thì nó hoàn toàn được bán trên cái trang web đó là shop.tải-mod.com. Thì riêng bạn nào muốn trải nghiệm cái con xe này giống mình thì các bạn có thể là lên tìm ngay cái bản mod đó là xe tải đầu kéo Trung Quốc rồi đấy. Các bạn mua các bạn sẽ được tặng thêm cái con xe tải đầu kéo Mỹ luôn. Đó. Ngoài ra thì cái bản đồ này nó gọi là bản đồ map làng quê nha các bạn. Khi các bạn mua cái bản này thì các bạn sẽ được, đó là 5 cái bản map nhỏ để các bạn có thể trải nghiệm những cái con đường làng quê giống mình ngày hôm nay. Và ngoài ra còn nhiều cái bản đồ khác rất là xịn sò mà mình chưa có trải nghiệm hết. Ồ, thật sự nhiều quá, chưa trải nghiệm hết được các bạn. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình luôn, chứ ngồi nhiều chuyện hoài sao. Ok, giờ mình đề máy nè. Đó, bắt kẹt này, kẹt nè. Ủa con này tôi chưa gắn còi hơi mấy ông ơi, này chỉ có kẹt thường thôi, kẹt này cũng như kẹt ông vàng rồi đúng không? Rồi thôi, để chỉnh cái ghế lại một cái coi, hạ vô lăng xuống xíu nè, chỉnh cái ghế thấp xuống cái, ngồi cho nó thấy rõ các bạn, thấy rõ gương được các thứ. Xe này thì cũng chẳng có gì các bạn, bên này thì các bạn có thể thấy được một cái tượng Phật Quan Âm và mấy cái gói thuốc rồi nè, với con biểu tượng con chó lắc đầu để bên chạy vô những cái đường mà gồ ghề, những cái đoạn đường mà nhồi rồi các thứ ấy, thì cho nó lắc cho các bạn xem. Mà ngoài ra thì các bạn thấy mình chở thêm con ghệ nữa nha các bạn. Đó, chở thêm ghệ nè, nó tôi bắt nó theo rửa xe lau xe rồi các bạn. Thấy trên này nó có một cái chai rửa kiến không, đi theo là phải làm việc tiếp đó. Rồi làm việc xong rồi có thể là cho ra đằng sau có cái giường này ngủ, ngủ cho khỏe. Rồi bây giờ thôi mình đi các bạn ơi, let's go. Giờ mình hạ thân tay xuống nè. Thân tay nằm đâu rồi ta? Để kiếm cái coi. Thân tay là nó nằm như đây nè. Đây nè. Nè các bạn thấy thân tay không? Đó, bên kia là cái gì tôi cũng không rõ nữa.
Rồi hạ nó xuống nè. Đó, ok. Let's go. Đi đi các bạn. Ủa, sao cái điện thoại này, cái GPS nó bị hư rồi ta? Kệ bả đi. Bây giờ mình sẽ chui qua cái gầm cầu lại. Nằm ở dưới gầm cầu xong giờ chui qua gầm cầu lại các bạn. Xe mình thì nó có được cái màn hình mở GPS ở đây rồi, nên là mình khỏi cần cái điện thoại nữa. Điện thoại hết pin rồi các bạn. Xe đầu kéo Mỹ nữa kìa. Đó. Bạn nào thích kiểu chạy xe đầu kéo Mỹ như vậy thì các bạn có thể là mua cái con xe tải này, các bạn được tặng luôn đầu kéo Mỹ luôn các bạn. Quá xịn sò rồi còn gì nữa. Mua một chiếc mà được 4 chiếc luôn. Các bạn có thêm xe chanh long Hải Âu, rồi có cả hai con đầu kéo Mỹ đến từ thương hiệu International với First Light vậy đấy các bạn. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên cầu nha các bạn. Đó, chạy cà dòng cuối cùng cũng phải tìm đường lên cầu thôi. Let's go. Bây giờ mình lên cái cầu trên này nha các bạn, để mình đi vận chuyển gạo cho anh ta. Bữa nay chở gạo hơi bị nhiều đấy. Gạo này thì nói chung là mình chở bình thường không có sao, nhưng mà sợ gặp mưa mấy không. Các bạn thấy là mình đã có kéo mùi bạc rồi, nhưng mà giờ có cái mùi bạc ở trên không à. Mà bây giờ mình gặp trời mưa cái nó tạt hai bên nó ướt gạo người ta, tôi không biết sao luôn. Rồi giờ mình nhanh phải lên cầu nè. Đây. Nó chỉ có cái đường này để lên cầu thôi nha các bạn, bên kia không có lên được, nên mình phải chạy một nguyên một cái vòng luôn đấy. Uầy, sao đèn đỏ? Ủa, đường lên cầu mà cũng đèn đỏ đó. À đây, ngã ba. Ngã ba nó gắn đèn đỏ phải rồi. Bởi tôi nhìn sao mà ủa sao tự nhiên mới lên dốc gặp cái đèn xanh đèn đỏ. Phải đạn. Rồi, bây giờ mình đi thôi. Cái gì nó vậy, anh trai mới lên mới vô vượt tôi vậy? Qua đi. Oh, wow. Xe con mà nó sung dữ thật. Đó, bây giờ mình đã lên trên cây cầu rồi các bạn. Cái chỗ mà mình đậu xe nãy dưới gầm cầu đã nằm ở dưới này nè. Đó, ở dưới này nè các bạn. Ê, oh my god, đâu ra cái bảng vậy? Tàu ở đó, cắm cái bảng giữa đường luôn. À, mấy ông nội này không sửa đường. Ôi, chiếc xe nó chạy dơ được rồi. Chỗ này nó đang sửa nè các bạn thấy không? Rồi nó cắm cái bảng, tôi chạy tôi không thấy phải không? Hơn được tôi lắc kịp, nó không hung cái bảng, gãy mẹ cái bảng người ta luôn rồi. Trời đất ơi, để cái bảng gì mà cũng coi như không để vậy. Để bạn bự lên, còn thôi để đèn chớp đồ. Ui, ở đây là cái sông nha các bạn. Sông bự vãi. Bởi lại mấy cầu đi qua sông nữa các bạn thấy không. Cầu này như kiểu cầu sắt vậy nha. Cầu này giống như cái cầu trong game PUBG á mấy không. Ông nào có chơi game PUBG hoặc PUBG Mobile được không? Nó có cái cầu sắt kiểu như vậy nè. Cái cầu mà trong cái map map gì quên bài rồi, nói chung cái map mà map cơ bản ấy các bạn. Rồi như vậy là mình đã qua cầu được rồi, và bây giờ chúng ta chính thức vào một cái con đường nó như gọi là con đường gừng luôn các bạn. Nhưng mà mình đi cái đoạn này một xíu đường gừng thôi, rồi sau đó mình như mình đến cái đoạn đường núi đấy. Mình nhớ bài mại vậy để biết đúng nữa. Thử cây đưa ra lộ quên nè, dữ thằng không. Chỗ này trên gừng đó là người ta cũng ít khi nào mà người ta lên, người ta chặt ba cái cây lú ra ngoài lộ như vậy lắm, nên mỗi xe chạy ngang mỗi lách ai né được né, không né được thì thôi. Ủa cái gì vậy, ủa cái gì vậy ta, hình như là cái cầu này nó đang trong thời gian sửa chữa hay sao các bạn. Nè, ui bên kia nó có cái cầu phụ để đi qua đó ngày, mà cái này mình đi qua lọt không ta? Nếu qua lọt thì mình qua luôn chứ đâu có gì đâu. À qua lọt mà chứ còn được, mà xe mình còn thấp mà đúng không. Oh my god luôn ấy. Ủa chứ máy bay đâu ra vậy? Chứ máy bay chạy trong đường ra. Oh my god, cung đường này lạ lùng thì chứ. Nè các bạn thấy là đoạn này đang sửa cầu rồi các bạn thấy không? Mà nó đang kéo lên, đúng ra là mình phải đi bên cái cầu gỗ bên này là cái cầu tạm bợ ấy các bạn. Nhưng mà dân chơi mà sợ gì, qua luôn. Kì máy bay kìa các bạn thấy chưa? Máy bay cắt cánh xong rồi máy bay đáp lại. Hài hước là chứ mà máy bay đáp trong gừng nữa mới ghê chứ. Giống như kiểu gớt máy bay vậy đó biết không.
Trong này là các bạn thấy là cây cối rất là nhiều và đặc biệt là đa số là cây thông thôi các bạn. Cái thông mà cái thông Noel đấy. Nó có cái vài cây dừa kiển nè. Đa số là cây thông là nó dạng như kiểu là cái thì các bạn biết cây thông Noel rồi đấy, nó sẽ kiểu hình hình tam giác vậy nè. Đó là cái thông, đây là đúng kiểu cái thông đó luôn đấy. Đó, thì dài trên đó đó các bạn thấy không? Mấy cái này không phải. Không phải không ta? Cái bà đi. Bắt đầu lên dốc nha các bạn. Cái này là mình đang đi lên trên một con đường núi rồi nè. Nói không? Xe này là mình đang độ đó đâu đó là khoảng hình như là 12 số hay sao các bạn? Con này chạy số gì tôi cũng không biết nữa. Rồi. Lên được cái dốc rồi các bạn, xong bây giờ giống như kiểu đổ dốc xuống nè. Ui cái đoạn này nó hơi nghiêng nghiêng nữa nè các bạn. Ghê vãi. Gạo nè các bạn thấy vậy đó chú, nặng lắm đấy các bạn. Lạng quạng lật xe như chơi đấy chứ, vô mấy cái đường nghiêng này chạy cẩn thận lại. Xe Trung Quốc thì mình không có tin tưởng được các bạn ơi. Trung Quốc thì được cái là máy nó mạnh, nó chở nặng, kéo nặng được thứ được. Chứ mà về cái vấn đề an toàn nó thì tôi không đảm bảo. Nên là đi xe này thì trong lo sợ là cái gì vậy? Rồi làm gì phạt bắn tốc độ nữa trời, chắc sau lưng mình công an quá. Mới nhắc luôn. Dạ con mời chú công an đi qua luôn. Qua mặt con đi chú công an. Chú chạy đằng sau con lỡ đạp nhanh tí rồi chú đồ bắt con luôn. Rồi lại mình hai ông nội đó hung nhau nữa kìa. Ok kìa. Hai xe hung nhau luôn kìa các bạn. Ờ. Kìa chú công an á, lại xử lý cái vụ cái chiếc xe này nó hung nhau đi chú công an ơi. Để con đi. Trời ơi. Tự nhiên cái chạy vô ông nội xanh này chạy kiểu gì đó. Ê cái giận lui đụng tôi đi vợ. Ê. Ừ. Nội xanh này bị ngáo quá nhỉ. Rồi chú công an ở đó xử lý hai xe này đi nghe. Nó thương nhau quá, nó lâu quá nó mới gặp. Tôi gặp nó hung nhau, hung mỏ nhau. Ông nội đó ôm vô ngã ba không biết ôm kiểu gì nữa các bạn. Chạy vô hung xe người ta. Nè cái này là cây thông nè các bạn thấy không? Đó, cây thông là nó sẽ rất là cao và nó sẽ có cái dạng như là tam giác vậy, là cái hình tam giác ấy. Cái đầu nó sẽ rất là nhỏ và cái đít nó sẽ bự. Ừ. Đầu nhỏ đít teo. Ủa, đầu nhỏ đít bự chứ. Đít bự đầu teo. Ui chỗ này các bạn thấy người ta khai thác gỗ nhiều không? Quá trời mấy khúc gỗ luôn kìa. À, đoạn này bên trái bên là cái một cái bờ hồ hay một cái sông gì đấy, nó đi cặp ven đường luôn nè. Mặc dù trên núi nhưng mà vẫn có nước nha các bạn. Ồ, vậy nó mới ghê. Ai bảo trên nước không có núi đâu. Ủa lộn, trên núi không có nước đâu. Ơ cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê trời ơi. What the hell? Cái gì vậy? Thôi đang chạy đường nhựa ngon lành luôn các bạn. Tự nhiên đâu gặp cái cầu gỗ này vậy trời. Rồi bây giờ đi qua cầu gỗ luôn à. Oh my god, vận chuyển mấy chục tấn gạo mà đi qua cái cầu này nhìn nguy hiểm quá vậy. Rồi đằng kia có cái vụ tai nạn gì nữa kìa mấy ông ơi. Trời ơi, hình như chiếc xe nó đang bị lệch bánh, nó rớt xuống kìa. Chiếc trực thăng lại cứu hộ luôn nè. Ôi trời, thấy ghê vậy. Có khi nào hồi hết xe đó tới tôi không? Rồi giờ đậu ở đó rồi tôi qua lọt không trời. Trời ơi, bữa nay hên là lái hổ vồ nó mạnh đấy chứ. Mà lái mấy xe mà yếu yếu qua coi chừng không được đấy. Rồi gặp tai nạn anh trai. Rồi thấy anh trai tội thật sự. Nhưng mà thôi cũng kệ, mình lo mình qua xe mình đi. Chứ rồi tới mình gặp tai nạn ở đây bây giờ. Rồi bye bye anh trai. Đó cho bye bye nó cứu hộ đi. Bây giờ tôi đi đây. Đường đi ghê quá. Rồi lên. Lên. Ờ cái dốc đó nè mấy ông ơi. Thấy chưa? Xe còn tính ra cũng mạnh đấy. Rồi, bye bye. Chiếc xe đó nó chạy sao nó lọt cái bánh ra phía ngoài các bạn. Đây là một ngay một cái suối nước. Cái bả đi. Mình lo mình chạy xe mình đi các bạn. Chạy vô gặp tai nạn hoài. Khá
khả năng là chỗ đó chuẩn bị xây cầu các bạn. Giống như cái đoạn hồi nãy mà các bạn mình nhớ mình đi ngang mà cái đoạn mà nó đang xây không? Đó thì chỗ đó trước đó nó cũng có một cái cầu gỗ để mình đi đó các bạn thấy không? Nhưng mà sau này nó xây cầu rồi mà trong thời gian nó đang xây nữa thì khả năng cái cầu nó xây xong mới lại nó xây cái cầu đằng này. Cầu này cũng đang là cầu gỗ các bạn, nhìn đi thấy ghê phải chứ. Đôi khi là cái xe mình đi nó đã nặng rồi nhưng mà cũng đi qua được, nhưng mà đôi khi chạy ví dụ bữa nay qua được mình chưa chắc ngày mai mình qua được các bạn. Qua bữa sau là khác liền, mà đôi khi mình qua được mà tới giữa cầu nó sập mẹ cầu rồi cái đó không biết luôn. Quan trọng hơn là bây giờ mình tới cái đường đường núi rồi các bạn. Đây, bên phải mình là dịch thẳm nè, thấy ghê chưa? Ui, cao lắm nha các bạn ơi. Cao lắm luôn ấy, các bạn nhìn hai bên luôn nè. Tức là cái đoạn mình đang đi hiện tại nó đang nằm ở một cái đoạn nó nhô lên của cái núi thôi. Và bên phải bên trái hoàn toàn là vực thẳm. Nhưng mà đoạn này được cái là nó đang có một cái gào bên phải nè các bạn. Đó, nhưng mà gào cũng chả được nhiều, nó gào hay được cái khúc cua các bạn. Mình nghĩ khúc cua này mà ông nào buổi tối đi không thấy đường là chạy thẳng một cái hoặc tốc độ nhanh không xử lý kịp bay mẹ xuống vực thẳm luôn đấy. Các bạn biết đường này tại vì nó không có đèn đường nghe không? Nó chạy nguy hiểm lắm. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Ui, cái đoạn nó còn cao cái đoạn hồi nãy nữa các bạn. Ôi ôi, ghê vãi. Bên phải mình đúng kêu là vực thẳm luôn, cái này mà gớt xe xuống dưới cái không còn cái xác xe đâu các bạn. Nó gớt như là máy xay sinh tố vậy đấy. Dẹp lép như con tép rồi nó văng tứ lung tung hết luôn. Ghê quá. Tưởng tượng thôi mà cũng thấy ghê nữa các bạn. Đó, phía sau mình đang có một cái thằng ông nội xe khách. Và mình đang thấy nó có cái tình hình là nó chuẩn bị vượt mình hay sao ấy các bạn. Cái đoạn này nó cho chạy đâu đó là 97 km/h. Mà tôi nãy giờ tôi cứ cà bò tầm 80 km/h. Nó chắc hồi cái nó thấy được cái chậm cái nó vượt tôi. Đoạn này chắc cũng còn vực thẳm đấy. Nè bên phải mình nè, không phải vực thẳm mà nó ngay cái gọi là cái dốc núi các bạn, cái sườn núi ấy. Đoạn này thì mình đi buổi sáng này mình thấy nó cũng thấy đường vượt bình thường đấy, mà đi buổi đêm là không thấy đường nữa các bạn, chắc chắn luôn. Cây cối đã nhiều mà không có đèn đường nữa. Đi đêm là chỉ là đèn xe đó các bạn. Mà các bạn thấy cái đoạn cũng khá là nguy hiểm ha. Thứ nhất là cua nè, thứ hai là dốc nè, và thứ ba là những có cái đoạn mà vực thẳm nguy hiểm nữa. Rồi còn cộng thêm một cái là đường nghiêng nữa chứ mấy không. Tao của cái này đi buổi tối là nguyên combo là kinh hoàng luôn đấy. Cái gì vậy, lên dốc mà chạy chậm với mấy anh trai. Trời ơi, làm mắc chết mình luôn à. Đang bò dốc ngon lành luôn ấy. Khổ thăng thiệt chứ mấy ông nội này. Đang bò lên dốc luôn ấy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vượt qua nha, để coi có xe không cái đã. Hay kiếm nó vượt được, chắc mình cũng vượt được đấy. Nè, cho qua cái mấy anh chạy ơi. Uầy, chiếc này nó đang chở chiếc vực thẳng này mấy ông. Đó, thường vận chuyển vực thẳng nó sẽ gỡ cái cánh quạt ra nha các bạn, để nó hạn chế cái nó gọi là cái diện tích đấy. Đoạn này thì hết vực thẳm rồi các bạn. Mình vào trong một cái đường núi vậy rồi. Mà sao đoạn này nó có cái gì mà trắng trắng như này, như đá không ta? Đá các bạn. Tôi tưởng nó là gác không. Đây nó có một cái bãi dừng chân nè các bạn. Mà nhìn ghê quá, nhìn nó dơ quá các bạn. Không hiểu sao mà có mấy cái đá trắng trắng nó đầy đường chứ kìa. Mà tôi tưởng nó như kiểu mấy bịch gác các mấy ông. Cho qua cái anh xe tải ơi. Này là xe cẩu các bạn. Rồi mình nhanh phải lại nè. Wow, trời, có cây đường anh giữa lộ nữa. Đường đi đã khó rồi còn gặp thêm mấy cái cây vải đạn. Hello bác tài.
tính ra đường này cũng đông xe các bạn, nhiều xe đi vãi chưởng luôn. Khả năng cái cầu gỗ đằng đẵng chắc thời gian ngắn rồi các bạn, nó sập mẹ luôn. Đường này đông xe vậy đi, mỗi xe nó tạo lên một tí trọng lực, một xe nó tạo lên tí nữa, nhiều xe nó sẽ tạo ra nhiều động trọng lực, mà ghét thì cái gỗ nào nó cũng gãy hết các bạn. Gỗ nó sẽ có thời gian các bạn, nó gọi là gỗ mục ấy. Bê tông cốc thép thì nó đựng cái nó lâu, nó chắc, nó bền hơn. Gỗ thì nó hên xui, còn cái thằng ông nội này cũng gọi là tự tin nha. Cái vượt mình luôn à. À, mình đang ở cái dốc các bạn. Đang bò lên dốc nè các bạn, thấy là xe bò đúng dã man chậm luôn không? Nên là nó thấy, nó thấy thằng này chắc già yếu, xe cũ kỹ rồi bò lên không nổi, thôi nó vượt luôn. Xe này được một cái là khi mình, nói chung là dốc nào nãy giờ mình thấy cũng lên được các bạn. Nhưng mà nó đề ba lên dốc thì nó hơi chậm tí. Nó mạnh nhưng mà nó không có nhanh. Chậm mà chắc đấy. Xe này nó dị đấy. Mà khi nó có chớn rồi ông nội tao bẻ lái cũng không nổi. Để sợ chết thì chậm thì chậm nè. Rồi phía trước cái cua rồi mấy ông ơi. Trời ơi cái gì nữa rồi. Trời ơi cây mọc ngoài đường luôn à. Ui cái cua này dữ vậy. Mấy cua xứng đáng luôn các bạn. Nãy giờ đi nhưng mình cũng thấy ít cua lắm ấy. Gà ra đây gặp nguyên cái cua xứng đáng. Đây nữa nè. Trời không phải một cái cua nữa mấy ông. Mà hai cái cua luôn. Có khi nào đang ôm cua lặt mẹ xe không ta, nguy hiểm lắm luôn ấy. Cua này nó rất là nhiều, nó gọi là cái quán tính thấy mấy không. Xe nó ôm cua nhiều nó tạo cái quán tính, mà nhiều khi theo quán tính nó lặt mẹ xe luôn ấy. Các bạn, hình như là của anh shipper. Ôi đang đổ dốc mà gặp thêm xe ngược chiều nữa, mình tính vượt rồi đấy các bạn. Rồi tính vượt gặp xe ngược chiều nữa, sao xuống đây xe ngược chiều nhiều vậy? Chạy sau lưng anh shipper này ngồi hung đít ảnh cái là anh giật bánh đầu luôn các bạn. Cái cây trời ơi, cái đường này đúng khổ luôn các bạn. Bữa nào chắc mình chạy dài đường này mình dẹp mẹ mấy cái nhánh cây đưa ra ngoài lộ, chạy mấy nhánh cây đưa ra làm đường nó đã nhỏ, các bạn phải đường bự sao, nhánh nào nhánh nấy cũng đưa ra lộ hết trơn ấy. Tới đây như mình ghé phải phải không ta, xem ơi. Đây nhìn tới cái ngã ba nè các bạn. Rồi tới đây mình ghé phải nè. Đúng rồi, chỗ này nó cũng không cho mình chạy nữa các bạn. Muốn chạy cũng chạy không được đâu. Rồi tới đây mình ghé phải lên đây. Rồi. Phía trước những cái dốc kìa mấy ông ơi. Rồi bây giờ là lấy chớn lên dốc nè. Đề ba khá là chậm luôn, chạy lên tua máy các bạn nhìn rất là chậm luôn à. Tốc độ thì bây giờ đang là khoảng 60 km/h rồi. Cộng thêm lên dốc rồi nè, không biết có tuột tua máy không đây. Trời ơi. Không, nó mạnh, nó lên được các bạn. Nó lên được, tua máy kiểu là nó gồng mình, nó kéo mình lên nhưng mà nó không có chạy nhanh. Chứ cái dốc này thấy nãy cũng cam đấy. Ui, cao thiệt các bạn. Dốc này cao đấy. Rồi, lên số nha. Rồi, lên số đó nha. Rồi, đổ dốc xuống được các bạn. Đây rồi. Sau thời gian lên, bây giờ đổ. Cái gì vậy? Ai, xe nó sao đậu nó vậy? Ai,
xe đó. Lại mới đậu bên chiều bên mình nữa chứ các bạn. Cây cú lịch sự. Đậu đậu sát chỗ lệ là bị đậu nguyên cái đường bên này, người ta lên gặp chiếc xe ngược chiều nữa chứ. Full combo luôn à. Ủa cái gì vậy? Sao lại báo tốc độ nữa rồi? Hình như sau lưng mình chú công an nữa rồi. Đúng bà đấy. Ê, trời ơi. Ê, xem đụng cái cây nữa rồi. Xem ông nổi shipper chạy xe máy trước mặt nữa. Không được chạy lẹ nó trốn không chú công an mới được. Chú công an chạy hồi cứ bò bò sau lưng mình. Cái mình chạy nhanh cái chú công an phạt mình các bạn. Khổ thăng. Ui, chỗ này các bạn thấy có gào đàng hoàng nha. Mà gào bằng gỗ chứ không phải được gào gào sắt hay là gào gào xi măng đồ các thứ. Kệ đi, có gào cũng may vậy, cũng được rồi. Ủa như tới ngã tư à? Này mình đi đâu nữa ta? Hình như đây nó có một cái quán ăn rất là ngon nè. Thôi chắc ghé đây ăn cái đi. Đi cái đường gì đó mà nó khổ quá. Nhà này cũng giờ cao điểm các bạn, rất là đông xe. Quán nằm đâu trời? À đây 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 đây, ngay đây luôn các bạn. Bán lẩu gà. Vô đây ăn coi. Cho qua cái bánh chạy. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Trời ơi, đông dữ vậy. Từ nào mới qua được? Cho qua đi. Nhường đi. Cảm ơn anh trai xe đầu kéo First Light Kit Cascadia. Ui, cũng nhiều người ghé quá kìa các bạn. Đó, đằng kia có mấy chiếc xe đầu kéo đó kìa. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt máy. Kéo thẳng tay. Đâu rồi, thẳng tay rồi. Đây, 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 đây. Kéo thẳng tay. Rồi, dẫn ghế xuống ăn các bạn ơi. Để mình xuống mình coi cái quán này thử rồi các bạn. Bên này thì nó có ghế bên này luôn nè. Ủa, người bán đâu trời? Bên đây nhìn nó cũng có cái chỗ bàn ngồi ăn nè. Ê, ngồi dưới đất à? Không có ghế ngồi chứ. Khổ thằng được chứ. Ok các bạn ơi, như vậy là ngày hôm nay thì mình với các bạn đã cùng nhau trải nghiệm một cái chuyến hành trình với cái chiếc xe hổ vô và đi trên một cái cung đường núi khá là đẹp và khá là xịn luôn các bạn. Đó, và cuối cùng mình cũng đã về đến một cái quán ăn và mình ghé để mình ăn các bạn, một hành trình chở gạo. Và bây giờ chắc mình sẽ kết thúc ở đây video tại đây. Và nếu các bạn nào thấy video của mình hay thì đừng quên lại cho mình xin một like cũng như là đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình. Và riêng bạn nào muốn trải nghiệm cho các bạn mod này giống mình thì các bạn có thể là truy cập lên cái trang web đó là shop.taimod.com. Thì tại đây thì các bạn có thể là tìm ngay cái bản mod, bản đồ này nó tên là map làng quê. Và cái chiếc xe này là cái chiếc xe đó là nó gọi là xe tải Trung Quốc các bạn đó. Thì các bạn mua thì sẽ được tặng rất là nhiều phần quà cũng như là nhiều cái map như cái chiếc xe khác. Trong hai cái bản này đang có nhiều cái ưu đãi lắm các bạn. Nên các bạn nào mua thì có thể là lên trang đó mua. Hoặc các bạn có thể là lên fanpage Facebook tại mod.com. Các bạn nhắn tin để nhân viên mình nó sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn mua cho nó dễ hơn. Ok, còn bây giờ kết thúc đây. Nếu các bạn thấy hay đừng quên lại cho mình xin một like. Còn bạn nào chưa đăng ký cho kênh của mình thì các bạn ấn đăng ký ủng hộ cho kênh của mình. Còn bạn nào muốn mua nón Nguyễn Quý Gamer thì có thể là truy cập lên trang web đó là nguyễnquygamer.com. Đó, lướt xuống tí tìm ngay hai cái chỗ mua ở Shopee cũng như là TikTok Shop nha các bạn. Còn bây giờ kết thúc video tại đây. Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.